là ca của chị Thu Hoài đã xong chưa ạ? Đây còn một bài nữa xong rồi. Vâng ạ, thế thì trước khi mà xem cái kết quả đảm bảo của chị Thu Hoài là dịch vụ Ultra Plus thì xin mời quý vị khách hàng xem lại hình ảnh của chị Thu Hoài nhé. Như quý vị có thể thấy trên màn hình đây là hình ảnh của chị Thu Hoài. Và tình trạng da của chị gặp phải đó là bị hõm hai phần má rất là sâu khiến cho gò má của chị bị cao. Và đặc biệt là cái phần đuôi mắt, cái nếp chân chim rất là sâu này và phần rãnh ròng nữa. Nên là khiến cho chị bị già nua so với tuổi thật của mình. Thì sau khi được bác sĩ thăm khám và tư vấn thì chị đã lựa chọn dịch vụ Ultra Plus, một trong những cái dịch vụ mới nhất tại Thẩm mỹ quốc tế Bali và được rất là nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. Chị ơi, chị có thấy thoải mái không ạ? Chị có, vâng. Nằm ngủ ấy. Đang trên chiếc buồn ngủ. Bác sĩ làm sóc xong cho mình rồi đấy, thì chị có hồi hộp với kết quả của mình không? Có. Vâng, em mời chị ngồi dậy để mình xem kết quả của mình nhé. Vâng ạ. Quý vị có thể thấy đây là kết quả ngay tức thì khi mà làm xong cái dịch vụ Ultra Plus. Quý vị có thấy đẹp không ạ? À, chị thấy đẹp không chị? À, đấy, chị đẹp. Thay đổi đấy. Vâng, khác hẳn đúng không chị? Thay đổi nó đầy đầy mã. Má chị bây giờ gọi như là gần như là má baby rồi đấy. Đây chị để ý là cái vùng này trước khi làm thì cái vùng này của chị này khá là hõm. Đấy, đây. Thành ra cái gò má của mình nó rất là cao. Thì em đã đi tập trung vào vùng này để mình kéo này lên để nó làm đầy cái hõm này của mình. Thứ hai là em kéo cái phần họng cằm này lên cho mình nó gọn hơn này. Đấy, thứ ba là cái vùng này khi mình đã được lập đầy lên thì là cái nếp nhăn nhỏ li ti của mình nó không như là không còn nữa. Nói chung là chị nhìn thấy mới trước mắt ấy, chưa nó sau nó còn dần dần nó đẹp hơn, chị thấy nó thay đổi rất là nhiều. Mới thay đổi một chút. Nói chung là khác biệt nhiều. Vâng, đúng rồi. Và hôm nay kết quả chỉ là 20% thôi và cũng được đấy. Khoảng 6 tháng nữa thôi thì nó tăng sinh collagen và elastin thì cái nếp nhăn li ti của chị này nó sẽ dần dần biến mất. Đó, và đặc biệt là cái phần rãnh ròng đây đã đầy lên rất là nhiều rồi. Phần họ má cũng thế, trông rất là trẻ và đẹp. Nó khác. Dịch vụ này là nó khác biệt. Nó cũng rất hài lòng. Vâng. Nhìn cảm giác người mặt mình có sức sống rất là nhiều đúng không? Tại vì là trước là cái da của chị nó bị hõm và nhìn nó rất là hốc hác và nhìn nó kiểu như thiếu tiểu tụy. Bây giờ mình làm đầy đặn lên thì da mình nó sẽ căng hơn và nhìn nó sức sống hơn rất là nhiều. Những cái dịch vụ này thì làm xong về có phải kiêng cái gì chăm sóc cái da? Cái này thì nó giảm, nó không phải kiêng khem gì cả. Chị chỉ nói chung là khi nếu mà mình đi tập thể dục hay là chị có đi nhảy khiêu vũ thì chị nên hạn chế cho em trong vòng 1 tuần đầu. Còn đâu là mình sẽ phải bôi thật nhiều dưỡng ẩm cho em và thứ hai là ban ngày chị bôi thật nhiều chống nắng kem vào khoảng tầm 2 đến 3 lần. Ăn uống vẫn bình thường. Ăn uống thì bình thường, không phải kiêng khem gì cả. Đó, thì chỉ cần kiêng khem thế thôi thì cái kết quả của mình sẽ duy trì tốt nhất từ 3 đến 5 năm chị ạ. 3 đến 5 năm. Vâng ạ, bao giờ thì làm nhắc lại lần 2. Nếu mà chị chăm sóc tốt thì chắc phải 5 năm nữa chị cũng phải làm lại chị ạ. Còn nếu bọn em thì cứ 4 năm 1 đúng không? Nếu mà chưa kiện thì chị có thể 2 năm rồi nhìn như là. Không, nhưng mà nhìn đấy mình làm một thay đổi. Vâng, nếu mà chị có điều kiện thì mỗi năm chị làm một dịch vụ chạy hóa công nghệ cao bên em cũng được. Vâng ạ. Để đẹp thì là nhiều người đến làm tiếp. Vâng ạ. Thì bây giờ là em xin chúc mừng chị với kết quả mà chị đã đạt được chị nhé. Trông bây giờ rất là trẻ đẹp rồi. Chúc là thì cảm ơn các em. Vâng ạ. Chị đẹp hơn, trẻ hơn. Vâng, thì bây giờ em mời chị nằm xuống để bác sĩ có thể bôi dưỡng với kem chống nắng cho chị nhé. Và quý vị thân mến, như quý vị có thể thấy đó là một cái quả rất là đáng mừng cho chị Thu Hoài khi mà làm dịch vụ Ultra Plus tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và quý vị cũng có thể đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali để làm những dịch vụ trẻ hóa cũng như là giảm béo đây tại đây nhé. Với địa chỉ là 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể gọi điện hotline là 0386 463 163 để được đặt lịch và tư vấn nhé. Xin chào và hẹn trong những livestream lần sau.